Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, tiếp diễn tình trạng các bậc phụ huynh xếp hàng xuyên đêm giành suất vào lớp 1. Theo ghi nhận tại trường tiểu học Vạn Bảo Hà Đông Hà Nội, hàng trăm người nhọc nhằn xếp hàng, thậm chí là thay cả nhau để có thể giành một suất học cho con. Có con trai chuẩn bị vào lớp 1, anh Vũ Văn Anh ở Hà Đông Hà Nội tìm hiểu và mong muốn con học tại trường tiểu học Vạn Bảo. Biết tin sáng nay, ngày 13 tháng 6, trường sẽ mở bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1. Hai vợ chồng anh đã dậy sớm và có mặt ở công trường từ lúc 6 giờ sáng. Đến nơi, anh mới tá hỏa khi hàng trăm người xếp hàng, chen lấn xô đẩy trước cổng trường. Anh Phan Anh bức xúc nói, những phụ huynh ở đây đã xếp hàng từ tối hôm qua. Vì số lượng quá đông, nhóm phụ huynh đã tự lập ra một danh sách đánh số thứ tự từ 1 đến 200. Khi đến tôi, đã vượt quá 200, trong khi nhà trường chỉ bán 200 hồ sơ. Quá thất vọng với cách tuyển sinh như vậy, việc học của các con lại phụ thuộc vào việc xếp hàng của phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Mai cũng là một trong số hàng trăm phụ huynh có mặt tại cổng trường tiểu học Vạn Bảo vào sáng ngày 13 tháng 6. Từ 10 giờ tối hôm trước, chị đã nghe các phụ huynh truyền tay nhau rằng đã có rất đông người xếp hàng trước cổng trường. Do vậy, chị đã dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị giấy tờ cho con và qua trường với hy vọng. Con may mắn giành được xuất học chị Mai buồn bã nói. Phụ huynh tự lập số, nhà trường chỉ phát 200 bộ hồ sơ nên dù mình có đến sớm cũng không được vào mua hồ sơ. Người mẹ trẻ vẫn cố nán lại cổng trường, hy vọng con mình sẽ có thêm cơ hội. Đứng phía ngoài cổng trường, nhìn những phụ huynh ngồi phía trong đăng ký học cho con, chị Mai không khỏi xót xa chạy lòng. Đây là trường chất lượng cao, không nên giới hạn hồ sơ tuyển sinh đầu vào, cần tuyển đồng đều thay vì để phụ huynh xếp hàng chen lấn xô đẩy, lấy số thứ tự từ trước. Chị Dương Thu Trang ở Hà Đông, Hà Nội là một trong số 200 phụ huynh may mắn đăng ký cho con học thành công tại trường tiểu học Vạn Bảo năm nay. Để có suất học này, gia đình chị đã phải bàn bạc phân chia người ra xếp hàng xuyên đêm từ 8 giờ tối ngày hôm qua. Chị Trang chia sẻ, tham khảo những mẹ đi trước, gia đình tôi đã quyết định xếp hàng từ tối. Chúng tôi phải huy động cả ông bà, hai vợ chồng các, cứ ba tiếng lại đổi ca một lần. Khi tôi đến, đã có khoảng 10 phụ huynh xếp hàng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, đã không còn số. Dù phải xếp hàng xuyên đêm, người mẹ trẻ không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, cảm thấy rất vui vì con đã chắc chắn xuất học tại ngôi trường này. 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, trường tiểu học Vạn Bảo phát ra thông báo, nhà trường đã nhận đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2023-2024.